Ok, xong chưa ta? À chắc là xong rồi đó, tại lâu rồi mình không có làm video, mình cũng không nhớ lắm. Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Lâu lắm rồi mình mới trở lại với bạn nên mình được. Tại nãy có bạn kia bạn đó hỏi là mình lên mình có thể làm lại video tiếp được không, thì thôi cũng đang rảnh, hôm nay mình mới ở nhà đó. Giờ chắc mình cũng không rảnh đâu, mình cũng cũng khuya rồi. 11 giờ 15 rồi. Đối với mình vậy là khuya đó, giờ này là mà đường thường là trên Sài Gòn là mình ngủ bà nó rồi. Nhà nhà lúc mình mới thức khuya xíu mình ngồi mình coi trên mạng đồ, có nhiều lúc mình chơi nữa mà thật nãy giờ mình không có chơi game. Ok. Này sẽ bắt đầu nói vấn đề rồi ta. Cái thứ nhất đó là tại sao mình không làm video thường xuyên được nữa, đó là mình không rảnh, đó là mình cũng không biết phải nói sao với các bạn đó. Nhưng mà thật sự là cái tính tính chất cái ngành học của mình á là phải được thực hành nhiều, mà đi thực hành nhiều á thì được, mình đúng là mình đâu có thời gian đâu, nên nhiều lúc mình thấy có thời gian mình ra nét được với đứa bạn thì mình nhiều lúc mình mừng phải phải cả trưởng luôn. Cho nên thôi để mình nói cái vấn đề này trước đi, đó là cái YouTube của mình sau thời gian mình bỏ bê nhiều quá thì cũng có nhiều chuyện xảy ra với nick YouTube và những video ở trong đó. Thì chính kênh có hai thứ mình nói này, hai video mà mình phải nói với các bạn, để nhiều lúc có nhiều bạn như thấy nó biến mất. Đây, cách để có chơi liên kẹt Steam. Nếu như bạn nào mà có coi lâu rồi chắc còn nhớ video này gì, đó là mình chỉ cho các bạn hai cái phần mềm mà farm thẻ chơi liên kẹt á. Thì thẻ chơi liên kẹt là gì, các bạn nên coi lại, bạn nào mà mới coi coi lại video cũ của mình. Đó là hai phần mềm farm kẹt á, thì mình hay nói lúc mà các mình làm xong video này cũng có nhiều bạn cứ hay nói là inbox cho mình, nó hỏi là vậy nên xài cái nào á. Thì một số bạn thì nói xài Indo bị hay bị kiểu như là sao không farm, thì mình cũng nói rồi là Indo nó thiếu ổn định, cho nên nhiều lúc nó hay xung đột này nọ, nó không có chịu farm cho các bạn, nên mình cũng hướng cho các bạn xài Archie đó. Nhưng mà tại sao lại mình lại khóa cái này đi, là bởi vì cái mấy cái link tạo bot của Archie á nó đang có vấn đề của 1-2 tuần rồi đó, nên mình phải khóa cái video này đi. Để tại vì cái video này nói chung là tự nhiên mình làm xong những cái hai cái này tự nhiên nó lỗi hết trơn, thế là không làm được gì hết. Cho nên á mình nghĩ á, là mình nên khóa cái video lại để cho sau này thì nếu như mà nó có cập nhật lại á thì mình có thể mình coi, nếu như nó làm cách làm khác thì mình cũng sẽ làm theo nó cách làm mới, rồi sau đó mình sẽ làm tiếp cái cách cái video mới luôn mà mình ghi chữ update phía sau vậy thôi. Còn một cái video nữa đó là cái này. Ok, tại sao cái clip này mình lại khóa, là bởi vì lần trong này mình cũng không nói hẳn là mình nói sai nha, nhưng mà mình không hẳn là phải sai hoàn toàn, nhưng mà nói chung là mình cũng có sai, cũng là cái lỗi của mình là mình tìm hiểu không có kỹ á. Cái hồi nữa cái mình tới đó chọn cái mình cũng nói theo cái cảm nghĩ của mình, cái hồi nữa cái tự nhiên cái nó sai, tại mình nghĩ là vậy, nhưng mà hồi nữa cái nó không đúng như vậy, nó gắt hơn nhiều, nó là mình nói sai cho đoạn cái mã nè. Thì bạn nào mà mình để cái video này không công khai mà, cho nên bạn nào mà có đăng ký mình chắc bà cũng sẽ thấy video này, là bạn nhìn thấy cái mã này á, thực chất á, là cái mã này á, là bạn nào mà chuyện như là cũng hiểu về cái này nhiều á, thì có thể comment dưới đó dưới đây có thể giúp mình nha. Tại vì cái mã này á không, mình nói trong video á, là cái mã này là khi mà bạn đổi điện thoại mới á, hay là mất điện thoại á, thì bạn có thể dùng cái mã này để recover cái code này lại, tức nghĩa là một bạn làm là xong, bạn ấn lại cái mã này á là kiểu như là nó sẽ không bị hold chain cho các bạn. Nhưng mà hold chain là kiểu như là bị khóa ngày lại đó, mà các bạn không thể trao đổi hay bán hàng liền ngay gì này các thứ á. Nhưng mà thật sự cái đó là sai, bởi vì cái mã này á theo như mình tìm hiểu thêm á là nó chỉ có tác dụng khi mà các bạn mất hẳn cái điện thoại thì phải, mất hẳn cái điện thoại luôn, sau đó bạn dùng cái này thì bạn recover lại để bạn xóa Steam Rush được rồi này nọ, thì cái này có tác dụng như thế. Chứ còn khi mà mình thay điện thoại mới thì điện thoại cũ của mình nó cũng lên cơn dữ quá rồi, lên cơn nhiều quá cho nên mình phải thay điện thoại mới,
và mình cài lại thì mình nguyên cái 2 tuần đó là mình đâu thể mua bán gì đâu, mình cũng phải bị hold chain 15 ngày thôi, nên mình tạm thời là mình không công khai cái video này, để khi nào mà mình tìm hiểu kỹ thật kỹ á, thì sau đó mình sẽ làm lại một cái video về Steam Mobile này luôn, bởi vì cái này là cũng cực kỳ cần thiết khi mà các bạn chơi đồ hoặc là đi mua Steam, đi mua bán trên Steam này nữa đó, này cũng khá là quan trọng. Mà để coi có thời gian thì mình mới làm thôi, chứ nhiều lúc không có thời gian cho cái nói thế cũng hố nữa. Tiếp theo là gì đây? Thì mình nói hồi đó là nhiều lúc mà bạn thấy nick Steam mình nè, background cũng không đổi luôn, nói chung mình không có làm gì nữa hết á, mình cứ để y nguyên vậy luôn. Rồi hình nền thì đôi lúc lại thay thôi, ráp thẻ cũng không, level thì cứng luôn, tại vì cái level này là mình mong muốn lên được cái level này rồi, để cho nó có cái màu xanh dương là hợp với cái màu này, là hợp với cái màu tóc của Miku nữa, nó hợp với nhau, nó hòa với nhau luôn á. Chính vì nhiều lúc mình cũng muốn thay cái background lắm, mà tự nhiên cái thay lên cho thấy cái này á, cái hình Gold Miku này á, là mình mới có biết cái best date về cái game Miku á, mình nó cũng ráp lên luôn, nhưng mà nó là ra cái màu cũng kỳ cục á, cái hình level 1 thì nó màu xanh xanh đẹp lắm, nó hợp với cái này luôn, như cái mình ráp level 5 cho cái nó ra một vàng, màu vàng dài, bữa tính ráp phôi luôn chứ mà thế thôi chứ không biết có tiền không mà ráp. Ok, thì nói đây đó, thì nhiều lúc mà các bạn mà rủ mình chơi game này nọ đó, nhưng mà thật chất là mình nghĩ là mình, các bạn đừng nên rủ nữa, bởi vì mình không còn thời gian đâu. Mà nếu như mình có thời gian mình chơi game á, mình cũng chơi với đứa bạn của mình à, chơi giải trí đi giờ đó thôi, mình trân trọng cái thời gian chơi lắm. Cho nên nhiều lúc bạn cũng mời mình, nhiều lúc thấy mình có thể là không trả lời luôn á, kiểu như không rệp á, có số bạn sẽ nói là ui má cái thằng chó này chảnh vai cứt ra, nói mà không trả lời luôn. Nhưng mà thật chứ không phải, mình thì nhiều lúc là mình đang trong trò chơi, nhưng nên nhiều lúc mình không có thể nói chuyện mà rệp ra được á. Giống như nãy các bạn nói mình làm video, nhưng mà hồi nữa mình chơi cho một tí mình quên luôn, tại lúc đó hình như bạn nhắn là hình như mình đang chơi GTA 5, mà hình như là mình đang trong cái cuộc đua gì á. Mình thì ít chơi game, nên mình ngồi mình vô mình thấy cái gì mà hay hay trong GTA là mình vô mình chơi, và mình không có rành gì nói lắm nữa. Vô thấy cái đua gì á, trên mấy cái đường đua mà để mình chơi á, mình vô mình chơi mình đua. Mình đang đua căng thẳng gì nữa, tự nhiên cái bạn nhắn cho một cái, nhiều lúc mình bấm ra mình rẹp cũng kịp nữa. À, có nhiều lúc đa phần là các bạn nhắn là đa số mình vào cái lúc mà mình đang chơi game á. Mà nhiều lúc có thể các bạn thấy mình online như vậy á, thì chưa chắc là mình online thật nữa. Tại vì nhiều lúc có thể là nhiều lúc đó là giờ mình đang trong giờ giải lao hoặc là giờ học gì đó. Nhưng mà sau này hồi đó cái Steam á, nó vẫn còn để là lúc bằng online á, nó có để bằng online thường, với lại online nó có cái dịu điện thoại nữa. Mà giờ nó update cho cái nó còn để online, mà nhìn lên nhiều lúc có nhiều các bạn thấy online vậy đó. Nhiều lúc mình đang trong kiểu như đang giải lao về học mà mình bấm vào Steam cho một cái, thì nó cũng để là mình online nữa. Ôi, nói chung là bây giờ mình cũng không có rảnh để mình làm YouTube nhiều nữa, cho nên nhiều lúc bạn nào mà bây giờ nha, bạn nào mà có biết cái gì đó thì cũng có thể là inbox mình hỏi mình đi. Rồi nếu rẹp được á, thì mình sẽ rẹp ngay. Còn nếu không rẹp được thì các bạn có thể đợi, sau đó bạn nhắn lại thêm một lần nữa, chứ để nhiều lúc mình học xong mình mệt mỏi cái mình dễ quên lắm. Giờ thì mình cũng giới hạn thời gian chơi ở một số game rồi, cho nên nhiều lúc bạn nào mình tính thời gian chơi với bạn nè, thì nhiều lúc ra net được á, thì mình đôi lúc mình làm nhiều BBG với đứa bạn mình, rồi lâu lâu rảnh lắm luôn á, thì mình mới nhảy qua CSGO. Nhảy qua CSGO cái mình đem mình lượng với bạn mình mấy trận cầm be, nếu như nó thích mà Winman gì đó, nếu như nó thích. Rồi còn game mà offline mà mình chơi cũng online, mà lâu lâu mình cũng hay chơi á, cũng GTA 5 với lại Killing Floor nè, lâu lâu mình mới chơi thôi, về nhà mình rảnh mình mới chơi. Rồi còn gì nữa, còn điện thoại thì nhiều lúc là game không cài nè, nhiều lúc mình có cài giả lập luôn mà giờ cũng không rảnh lên giả lập mình cài nữa. Girlfriend Live mình chơi nhiều, mình cũng lên thường xuyên cái Girlfriend Live lắm. Không cài thì lâu cũng 1-2 ngày lên lần. Anh Zulen thì cũng vậy, vô đăng nhập lấy đồ thôi.
Nói chung game điện thoại nhiều game mình cũng đi lên mình lấy đồ chứ còn cái mình ra. Ít game nào mình chơi thật lắm, chỉ có đúng một game thôi, giờ là Golf Online nè. Chơi thật thôi. Cày thật sự. Lâu lâu rảnh rảnh là lên bật điện thoại là chơi thôi. Thôi thì cũng chắc cũng nói tới đây đó, thì mong là các bạn hiểu cho mình nha. Thì clip YouTube á, thì mình cũng không hẳn là mình ngưng, nhưng mà mình cũng sẽ ra ít video lại. Bởi vì nhiều lúc mình khi nào mình rảnh lắm đó, mình tổng hợp lại nhiều vấn đề rồi đó, thì mình mới trả lời, mình mới làm được một cái video thôi. Vì cái video này nè, đáng lẽ đó là nó sẽ được xuất bản một video khác là 2 tuần trước rồi. 2 tuần trước mình cũng có làm, mình nói rồi. Nhưng mà tự nhiên cái mình lúc mà chuẩn bị đi á, cái mình vội quá, cái mình quên đẩy nó qua USB. Cái sau đó cái tự nhiên cái mình lên Sài Gòn nhân cái mình không có video luôn, mình up. Mà cái laptop trên kia thì làm video không được. Ở đây nhìn mình còn có cái Z-Vault nó hỗ trợ vậy chứ, trên kia nhiều lúc Bandicam đồ nó ra chất lượng cũng không có tốt này nọ. Mà laptop thì yếu nữa, nói vào nó rè rè nên nhiều lúc khó nghe lắm. Mình học Anh Văn mà học cái đó nhiều lúc nghe cái đó, mình nói vô nó rè rè cũng khó chịu lắm. Nhưng mà thôi kệ, cho mấy ông Anh Văn ổng nghe, ổng nhiều lúc mình nói sai ổng cũng không có nghe được hết. Vậy đi. Ok thì vậy đó, thì mong các bạn hiểu cho mình ha. Clip của mình cũng tới đây thôi nha. Cảm ơn các bạn nào mà đã coi mình, cũng ủng hộ mình thời gian qua ha. Thì mình chắc mình kết thúc video tại đây nha. Bye bye.